Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp Claim 112 tốc cần có ký hiệu là EUSD. Đây thì là một cái dự án có đối tác rất là lớn mạnh nha bạn. Đối tác là Chocolate Binance và dự án này nó sẽ có mặt trên CoinMarketCap và CoinGecko sẽ list sàn PancakeSwap, sàn Hotbit. Sàn Hotbit nha các bạn. Thì chạy trên nền tảng của Binance Smart Chain nha bạn. Tốc cần này có khả năng list sàn Binance rất là cao luôn các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn copy phần link mô tả dưới video của mình các bạn. Các bạn chọn vào trình duyệt đó. Rồi các bạn gửi các bạn. Vì trước khi mình giới thiệu cho các bạn một dự án nào nên mình cũng rất là tìm hiểu người ta các bạn. Thì dự án đó là bạn nó sẽ list lên Hotbit nè. Và trên PancakeSwap và CoinMarketCap nè. Đây thì trang BC scan của nó nè. Rồi các bạn bấm vào. Sau khi các bạn connect xong các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha bạn. Các bạn bấm vào một claim nè. Các bạn kết nối nè. Các bạn sẽ tốn một chút phí gas nha các bạn. 0.0005 qua comfort 18 nha, có nhầm nhòi nha các bạn. Bấm chấp thuận nha các bạn. Sau khi các bạn bấm chấp thuận xong thì các bạn chờ nó xác nhận giao dịch một chút nha các bạn. Hiện tại giá BNB khá là sụp luôn các bạn. Các bạn sao chép. Các bạn qua trang BC scan của mình các bạn kiểm tra các bạn. Mình đã về chưa các bạn? Dự án này các bạn có thể mua token VCL nha các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn claim BRI thôi đã về 89 nữa. Mình 88 token đã về một mã nữa là 89 mã nữa các bạn. US đâu là cái tên mã này, cái tên mã gì ta? Sorry các bạn, EUSD chưa? EU. Rồi mình đã về được 112 token EUSD à. Tổng cung của con này có 1 tỷ token các bạn. 1 tỷ, 1 thiên các bạn. Phần. Hiện tại cũng có rất là nhiều holder các bạn, 52.000 holder các bạn. Rồi các bạn gì copy con chắc của nó các bạn. Đây dự án này khá là ngon các bạn. Tiềm năng nha các bạn chứ không phải là các bạn claim rồi các bạn có thể bán được 50 đô 20 đô các bạn. Nhưng nó tiềm năng sau này. Rồi các bạn mở ra các bạn. Vậy bạn sau khi các bạn dán vào con chắc của nó vào trình duyệt với Chocolate thì các bạn sẽ hiện ra 112 tốc cần EUSD nè bạn, có logo luôn các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp claim 112 tốc cần EUSD cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.